Bạn, mình là Phương, Đăng Phương Auto. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt camera của hãng iRack. Hãng camera hành trình iRack là một hãng cam hành trình rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chúng tôi đang phân phối dòng iRack Q7, X1, X5 và X9. Ngoài ra thì còn có TX9, T10. Hôm nay mình sẽ mở hộp và hướng dẫn cách lắp đặt. Cách lắp đặt của 5 dòng camera hành trình này thì giống nhau. Mình sẽ lắp đặt một model Q7 dùng chung cho tất cả các model khác, hướng dẫn lắp đặt giống hệt nhau luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Trước khi dẫn mình sẽ mở hộp ra xem là bộ cam hành trình iRack Q7 này gồm những thiết bị gì. Ok, cho các bạn cùng xem nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy sách hướng dẫn và thẻ bảo hành. Ở đây là hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy, thứ nhất là một camera hành trình được kết nối với điện thoại thông qua sóng wifi. Cam trước và đây là cam sau. Và đây là thẻ nhớ. Đối với lại cam iRack thì hỗ trợ thẻ nhớ là 32GB. Đấy, được tặng sẵn. Ngoài ra thì có một thiết bị nữa, đấy là GPS đi kèm theo bộ camera iRack này. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem dây. Đây là hộp bên trong chứa dây để kết nối. Chúng ta có GPS, chúng ta có chân kết nối và đây là dây. Dây thì chúng ta có quặn dây to này để kết nối ra cam phía sau, và dây nguồn chúng ta dùng để bắt. Đây là dây nguồn chúng ta dùng để bắt bắt nguồn nhá. Thì đối với lại dòng camera này thì có chế độ tự động quay khi mà có chuyển động ở phía trước, do vậy sẽ có dây nguồn điện bình 12V và điện bình 12V thông qua khóa của xe, trường hợp mở xe thì hoạt động. Đây là dây mát. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt như thế nào nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại cách lắp đặt. Ở đây bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt như sau. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái bộ giá này. Chúng ta sẽ ốp vào, sau đấy chúng ta bóc băng dính ra và chúng ta đặt lên vị trí. Đối với dòng xe thì chúng ta, cái loại này không có màn hình, như vậy chúng ta có thể để bất cứ vị trí nào. Đấy, mình sẽ để đặt ở đây. Đấy, chúng ta sẽ đặt. Nhớ các bạn đặt là phải dưới cái phần mà gạt mưa được làm sạch nhá. Đấy, chúng ta có thể đặt ở đấy. À, bây giờ mình tiến hành lắp dây nguồn và đi dây cam sau. Các bạn lưu ý chúng ta có thể đặt ở bên tay trái hoặc có thể đặt ở bên tay phải, được chưa? Tuy nhiên thì chúng ta đặt thì hãy ngắm vị trí. Đây là vị trí trên này là không được gạt mưa tới, do vậy chúng ta phải nằm ở dưới phần gạt mưa này và không ảnh hưởng đến mắt người lái. Do vậy cái cam này không có màn hình, do vậy chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái màn hình của camera. Ok, bây giờ mình tiến hành đi dây. Mình đặt cái cam trước để mình đi dây được gọn nhất, do vậy mình sẽ đặt cam trước. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi dây. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành lắp dây nguồn. Đây là cụm dây nguồn đó. Chúng ta sẽ đi dây phía trên cho gọn nhất. Chúng ta cắm dây nguồn phía trước, cắm dây tín hiệu cam sau, chúng ta cắm dây GPS để chúng ta đi dây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm dây cam sau. Dây nguồn em cho về phía kia, dây nguồn xoay về phía kia. Đầu cong, em lấy đầu cong.
Anh muốn quay về hướng này. Toàn bộ dây quay về hướng trong hết. Thứ đầu tiên là chúng ta đi vị trí dây. Đấy, các bạn nhìn thấy dây chúng ta sẽ được gọn như thế này. Đấy, xong đi lên. Ok, tạm thời chúng ta cứ để vậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lên chân tròn. Đây, các bạn nhìn thấy là... Bỏ tay xuống. Các bạn nhìn thấy là đây, mình đã... Dây mình đã đi gọn vào đây. Mình quấn băng dính lại cho đẹp. Đấy, xong bây giờ mình luồn phía dưới này. Mình luồn hết sang bên cột A này. Đấy. Chúng ta chỉ việc đẩy tay vào thôi. Vì cái phần trần này là giữa khe kính và... Khe kính và cái phần trần trần của xe. Đấy, mình cậy ra xong rồi mình nhét dây vào. Mình giấu dây đi. Đây, các bạn có thể thấy là mình đã đi dây gọn đây. Bây giờ chúng ta, các bạn nhìn thấy GPS, cục GPS này. Bây giờ mình sẽ dán cục GPS. GPS thì có thể mình gắn bên ngoài cho dễ theo dõi. Gắn GPS đây. Thì cần không? Đây, các bạn thấy là chúng tôi đã lắp dây. Đấy, đây là dây đi từ đây và được cài dưới trần. Sang bên này thì chúng tôi mở cột A ra và chúng tôi đã gắn cái cục GPS. Các bạn nhìn thấy cục GPS, em chỉ ở GPS đây. Đây, GPS chúng ta gắn gọn ở đây. Được chưa? Đấy. Và dây đi ra cam sau. Dây này là dây đi ra cam sau. Đấy, hiện tại đang nằm đây, chúng tôi sẽ đi dây ra cam sau. Tiếp theo là dây nguồn. Dây nguồn. Bây giờ mình sẽ đi dây nguồn này. Đấy, dây nguồn. Bây giờ dây nguồn mình sẽ kết nối dây nguồn vào ACC và AC nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đi dây điện bình và ACC và dây mát. Đây, chúng ta luồn xuống dưới này. Đây, dây mát thì chúng ta có thể bắt ốc ở đây. Đây là dây mát. Đây, dây mát chúng ta sẽ bắt ở đây nhá. Tiếp theo là dây ACC và điện bình. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi dây AC và điện bình. Đây, chúng ta sẽ xác nhận xem là điện bình nằm ở chỗ nào và ACC nằm ở chỗ nào trong cái hộp cầu chì này bằng đèn thử điện. Những này là điện bình này. Thì lấy cái nào cũng được. Dây màu đỏ là dây đấu vào AC. AC. Và dây màu vàng là dây đấu vào điện bình. Điện bình. Tức là dây màu vàng là đấu lấy điện trực tiếp từ bình ắc quy vào. Còn dây màu đỏ này là ACC để trường hợp khởi động xe đó mới có điện. Ok, giờ chúng ta làm. Và chúng ta sẽ đi từ dây từ phía trước ra phía sau. Đây, các bạn thấy dây là chúng tôi đi từ phía trước ra phía sau. Toàn bộ là chúng ta đi dây vào dưới các đường kính này. Đấy, chúng ta đi dưới đường kính này. Xong chúng ta đi ra phía sau. Và bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái dây phía sau này là chúng ta có thể sử dụng cam bình thường nhá. Xin chào các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt kết nối giữa điện thoại iPhone với một chiếc camera hành trình thương hiệu iRad đến từ Hàn Quốc. Thì chúng ta muốn cài đặt được thì chúng ta phải tải phần mềm về trước. Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần tìm kiếm của app. Chúng ta gõ chữ iRad. iRad, đấy, các bạn nhìn thấy là iRad màu đỏ này. Chính là phần mềm dùng để kết nối. Ok. Đây là phần mềm mình đã được tải về sẵn rồi. Đây, chúng ta phần mềm trên này nhé các bạn nhé. Đây là phần mềm iRad đây nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ, trước khi kết nối thì chúng ta sẽ phải kết nối wifi với lại giữa điện thoại và cam. Thì chúng ta vào phần wifi. Đấy, các bạn nhìn thấy chữ là iRad đây không? Đấy, sẽ tìm kiếm iRad. Sau khi tìm kiếm iRad rồi chúng ta sẽ kích vào và chờ kết nối.
Đấy, các bạn nhìn thấy kết nối IRAT Q7. Đấy, trong trường hợp chúng ta yêu cầu mật khẩu thì chúng ta sẽ phải gõ chữ mật khẩu. Đây, mình gõ cho các bạn xem mật khẩu nhá. Đây chúng ta, các bạn nhìn đây. Mật khẩu thì chúng ta gõ chuyển sang chế độ tiếng Anh. Dấu cách tiếng Anh này, chúng ta gõ phím thường nhá. Dòng đầu tiên của bảng chữ cái này. Dòng đầu tiên của bảng chữ cái trên trên phần nhập mật khẩu. Như vậy là đã được kết nối thiết bị giữa màn hình giữa điện thoại iPhone và camera iPad. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta kích vào phần mềm iPad. Các bạn nhìn thấy sau kích vào phần iPad thì chúng ta sẽ tự động kết nối. Trong hợp mà không có kết nối thì chúng ta sẽ bấm vào một cái phím ở trên đỉnh camera. Đây mình cho các bạn xem. Đấy, đây là kết quả của việc kết nối thành công. Chúng ta có thể kiểm tra cam trước cam sau đều được, rất đơn giản thôi. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách kết nối giữa điện thoại và camera hành trình iRoad. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi vướng mắc quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc gọi vào số hotline 0982096636 hoặc hotline 0965348686. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn. Xin cảm ơn.